Thưa quý vị, với sự phát triển của thương mại điện tử, việc mua bán hàng trên không gian mạng ngày càng trở thành xu thế tất yếu. Do đó, quy định về xác định danh tính người bán hàng trên các nền tảng mạng sẽ bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng khi giao dịch trên không gian mạng. Nội dung này đã được tập trung nêu ra tại hội nghị góp ý luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sửa đổi do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức. Đối với nhiều người tiêu dùng, mua sắm online đã trở nên quen thuộc. Mua bán thuận lợi, nhanh chóng, tiết giảm tối đa thời gian, công sức là ưu điểm để người tiêu dùng lựa chọn mua bán trên mạng. Tuy nhiên, cũng vì thế mà nhiều kẻ gian lợi dụng để bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên các nền tảng mạng xã hội. Facebook thì em có đặt hàng, hình ảnh ở trên những cái trang mua hàng thì nó rất là lung linh. Nhưng mà khi mà em đặt hàng về thì hàng nhận được cái chất lượng hoặc là đường kim mũi chỉ hay là nó không được giống như hình ảnh ở trên trang mà cái trang Facebook người ta đang bán. Giao thương online chủ yếu thông qua hai hình thức, qua các sàn thương mại điện tử hoặc qua các nền tảng mạng xã hội. Đối với giao thương qua sàn thương mại điện tử, chất lượng sản phẩm được bảo đảm. Ngược lại với các nền tảng mạng xã hội thì vẫn còn may rủi. Những giao dịch điện tử trên các không gian mạng, trên các mạng xã hội thì nó khá là phát triển đấy. Tuy nhiên là nó cũng mang nhiều rủi ro cho người tiêu dùng. Đặc biệt đó là người tiêu dùng thì khó khăn trong việc là kiểm tra thông tin liên quan tới sản phẩm cũng như là liên quan tới tổ chức cá nhân kinh doanh mà cung cấp sản phẩm trên không gian mạng. Nhiều chuyên gia cho rằng trong dự thảo luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi, cần bổ sung quy định bán hàng trên mạng, người bán cần phải xác định rõ danh tính, địa chỉ thực để có cơ sở truy trách nhiệm khi hàng hóa có vấn đề. Từ những quan ngại đó thì tôi mong muốn rằng dự thảo luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi sắp được thông qua Quốc hội tới đây sẽ có những quy định yêu cầu các cái nền tảng mạng xã hội định danh những người bán hàng để từ đó góp phần bảo vệ tốt hơn lợi ích người tiêu dùng cũng như trong việc quản lý của các quản lý nhà nước. Luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi khi được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý chặt chẽ, minh bạch trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội khóa 15 xem xét và thông qua tại kỳ họp lần thứ 5.